Ơi, mẫn mang mến chào cả nhà nha. Bữa nay mình cũng đi bãi cả nhà. Mình gặp chiếc này thì lấy cái hình ảnh này chia sẻ cho cả nhà xem tham khảo ha. Chiếc này zin đẹp lắm cả nhà. Thì giá thì cũng ok lắm. Chiếc Kubota M175. Hàng bãi nha, zin, cabin máy lạnh luôn. Chiếc này là đẹp VIP luôn á. Thì nói chung thì mình lấy cái hình ảnh mình chia sẻ cả nhà ha. Bạn nào có nhu cầu thì alo nha. Thì chiếc này là mình không có quay clip. Thì mình chia hình ảnh cái chiếc này cho cả nhà nha. Bạn nào có nhu cầu thì alo cả nhà. Chiếc này zin VIP đẹp lắm cả nhà. Giá cả thì mình thấy cũng ok. Rồi, mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Bạn nào có quan tâm gọi điện cả nhà. Chi tiết cả nhà cứ gọi nha. Thì giá cả thì mình cũng biết giá, mình cũng báo giá cho cả nhà luôn cả nhà. Đó, M175. Cabin máy lạnh. Zin VIP. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều.